Thân ái xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các anh em trong làng yêu âm thanh cổ. Hôm nay mình giới thiệu với các anh em chúng ta một chiếc bao đến từ đất nước USA, đến từ đất nước cờ hoa. Một chiếc bao khá là khủng nè, hàng Mỹ nòi, một chiếc bao thương hiệu của nó là Mickey, model là 2006. Chiếc bao này được khá là hiếm trên thị trường. Hiện nay trên search trên Google thì Việt Nam mình cũng chưa thấy bán luôn, nhưng mà search trên những trang quốc tế ở Hoa Kỳ thì rất nhiều nha. Chiếc bao này thương hiệu của nó là Mickey. Những cái con bao này, những thương hiệu này cũng rất khá là nổi tiếng các bạn nha. Và model của nó là BRM 2006. Đấy, chiếc bao khá là lớn, chiều ngang của nó đến 40 47 luôn. Chiều này rất lớn, nặng 25 kg, và đi đặc biệt là chiếc bao này 2 kênh nha. Thường thường bao có một kênh, kênh 2 kênh các bạn này, CH1 và CH2, có volume cho từng từng loa, có volume cho từng loa này. Rồi, và đây là phía này là công tắc. Các bạn xem hết phía trên, phía trên của nó là một, cũng là một cái nắp nè. Con này khá là nặng, 25 kg luôn. Mình bây giờ mình coi phía sau này, phía sau nó rất là hầm hố và rất là nhiều cách hướng dẫn để chơi. Các bạn nhìn thấy này, mắt cây series M2006, cái đây là địa chỉ ở Mỹ nè, và Made in USA. Đấy, hàng Mỹ nòi nha. Và một điều đặc biệt là con này công suất khá là khủng này, 2600 W để các bạn chơi cho loa 4 ohm. Đấy, chơi loa 4 ohm là 2600 W, và chơi loa cho 8 ohm là 1300 W. Đấy, cho một loa. Rồi con này là đặc biệt là đây các bạn này, kênh 1, kênh 2 này. Rồi cổng vào có cổng 3 lăng. Và có cái cả có cổng 6 ly 5, chúng ta chơi được hai tín hiệu đầu vào. Và cái này là cho ra súp này. Đây, cho ra súp này, chúng ta có thể súp buffer này, có volume chỉnh. Con này khá là nhiều chức năng chơi này. Monitor có chức năng để thu khi mà chúng ta thu những cái tín hiệu bên súp nữa. Rồi chạy xịt mono đây, khá là nhiều đồ chơi ha. Còn điện, một điện là 120, công suất nguồn của nó là 2000 W. Công suất nguồn là chúng ta chạy cái ổ áp phải lớn lên hơn. Bây giờ chúng ta cùng mở phía bên trong, thì cùng mở phía cái nắp ra để chúng ta xem phía bên trong. Đấy, các bạn nhìn thấy này, cái bao này điều đặc biệt của nó là nó chạy 32 con sò Motorola vương miện, 32 sò Motorola nha. Này, sò Motorola các bạn này, mình trong cái hộp này mình bộ bên 18 này, mình chỉ thấy bên người ta 6 con trong bên này đến đây này, rồi bên này nữa, nhưng mà mình khó thấy đó, mình thấy không? Con này 32 con, tại vì khó mở cái này ra lắm. Con này đẹp quá mình không muốn mở ra. Đây, rồi những bo mạch của nó này, ví dụ như cái này cũng là USA này. Đây, đấy, cái này là cái này là đấy. Những cái tủ của nó, có các bạn thấy hàng của Mỹ, tủ rất là đẹp ha, bo mạch khá là đẹp, cục tân phô khá là lớn này, nó chạy đi 8 cái tụ nguồn đấy. Và có một cái quạt, quạt này rất êm luôn, êm ru luôn đấy. Con này chạy, các bạn kể cả chạy những dàn nhạc mà cho thuê sân khấu rồi rất ok nha. Con này hát karaoke thì khỏi là khỏi hết thuốc chữa rồi, rất hay đấy. Và so với con này, với những cái con cờ râu mà 2004 hay là 3006, con này tương đương con 3006 luôn. Cái cỡ đánh của nó tiếng rất hay, tiếng rất êm, nó không có bị hỗn, không hỗn tiếng nha. Đấy, và tổng thể mình giới thiệu với các bạn như vậy. Và con này ra đi với giá là 12 triệu đồng. 12 triệu. Các bạn thấy phía sau đẹp dữ không? Khá là đẹp luôn. Phía sau, phía trước thì đều đẹp đều nhau hết. Đây, mình xem lại một lần nữa. Vâng, hàng nòi Mỹ chơi rất là sướng, mà lại là sò vương miện nữa. Sò vương miện Motorola là chơi rất ok luôn, tiếng rất hay. Những cái âm ly mà mình chọn sò Motorola đã là chơi đẳng cấp rồi. Nhưng mà con này còn bao, cái bao
Bauer nhưng mà lại sầu Motorola nè. Vâng, có những điểm đặc biệt của nó mình đã giới thiệu với các bạn, và các bạn nào có nhu cầu thì mình sẽ gửi chi tiết qua những hình ảnh qua cho các bạn cùng xem nha. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại những clip lần sau.